Chúng ta đếm theo từng cặp nhé. Bạn cùng cặp của con đâu rồi? Mau lên nào. Timofey đâu? Timofey. Anh biết không, cậu Igor và mẹ là anh em cùng mẹ khác cha đấy. Bà ngoại kết hôn với Sergey Kirillovich khi mẹ tôi học xong phổ thông. Nhưng anh thấy đấy, trong thời gian này, Sergey Kirillovich đã sút hẳn. Trông ông ta giống như một kẻ chỉ biết ăn bám. Vâng, và tính cách của ông ta rất tệ. Sergey có xu hướng bạo lực thường xuyên không? Xu hướng bạo lực à? Ông ta không làm hại một con ruồi đâu. Anh biết không, mẹ tôi kể rằng khi còn nhỏ, điềm báo con đường chân chính, tập 4. Khi cậu Igor còn nhỏ, bà đã cho ông một cái tát vào đầu. Nên Sergey Kirillovich không nói với bà một tuần. Ông nói bà là người độc ác, sao có thể đánh người. Ông tuy lấu cá bốc đồng nhưng không độc ác. Nếu anh cho rằng ông ấy có liên quan đến cái chết của Yelena thì không thể đâu. Vậy thì ai liên quan? Yachava chứ còn ai nữa. Đây là một việc làm để gây áp lực lên mẹ. Xin lỗi. Да, алло, слушаю. Vâng, alo, tôi nghe đây. Что? Gì? Что вы сказали? Anh nói gì? Звонили садик, сказали. Trường mẫu giáo gọi. Anh nói Timofey đã mất тích. Надо ехать. Срочно надо ехать. Phải đi thôi, đi ngay. Tôi đi cùng anh. Cha nói ông muốn chửi người thân nhưng không thể, nên chỉ phải tay. Thế tại sao lại không thể? Chuyển thể từ tiểu thuyết Điềm báo của con đường chân chính của Elena Mikhankova. Vì ông đã thề không nói một lời hay nửa lời với ai cho đến chết. Và ông ấy đã từ chối chính mình. Trước khi trốn vào rừng, ông đã đi quanh làng và bảo tôi không xứng với tên mình, nên tôi vào rừng để xứng đáng với một cái tên. Thế có xứng đáng không? Vì sao nữa, 20 năm không tin tức. Thế rồi ông ấy về, ghẻ lở đầy người, tóc dài chấm đứt. Phải những 20 năm trong rừng mà. Ông ta ra khỏi rừng và gầm lên. Ban đầu mọi người đều sợ hãi. Sau đó họ nhận ra rằng ông ta không thể nói ngay được. Nhưng rồi ông ta hằn giọng, gầm gừ và nói rằng tôi đã có, tôi có thể lấy tên và bây giờ tên tôi là Luca. Đợi đã, tên của ông ấy trước đó là gì? À, là Tikhon, nhưng phụ danh là gì thì tôi không biết. Nhưng ông ấy sống trong rừng, thì ai gọi tên? Tiếp theo, tội tiếp theo là gì? Và sau đó ông ta nói, thế là hết, và ngã vật giữa đường rồi chết. Cả làng làm lễ tang. Họ kéo một hòn đá qua rừng đến chỗ mộ ông. Đây đây, không biết là gì, đến nơi rồi. Họ nói rằng ở đây từng có ngôi đền cổ, những người đa thần và các vị thần tự do. Sao cậu lại không vui thế? Cậu muốn xem mộ của Luca mà, nó đây. Được rồi, tôi không tìm mộ của Luca. Quỷ thật. Này, cậu cần phải chườm lạnh sống mũi. Khi tôi còn nhỏ mà bị chảy máu cam, bà tôi toàn chườm đá cho tôi. Tất cả ổn rồi. Đừng, cậu đừng dựa vào đá. Nếu không sẽ bị lạnh thận đấy. Có một cô ở Mukho Doevo cũng ngồi thế này. Cô ấy đang điều trị vô sinh. Thế là cô ấy được đưa vào bệnh viện này. Lại còn cô nào nữa hả? Tôi bảo cậu là Mukho Doev Sakaya ở Mukho Doevo. Tôi không biết họ là gì. Mukho Doevo, phải. Mukho Doevo. Làng này ở đằng kia, xa khu rừng, cậu biết không? Cô ấy rất muốn có con. Có ai đó đã nói với cô ấy rằng hòn đá này có sức mạnh kỳ diệu. Và con ngốc này đã leo lên ngồi, cậu biết đấy. Nhưng đá vẫn là đá, chỉ có lạnh thôi. Kết quả là cô ấy phải nhập viện. Ông lão ơi, cháu yêu ông lắm. Cậu làm gì thế? Tất cả đều tuyệt vời. Mukho Doevo ở đâu? Tôi đã bảo là sau khu rừng kia. Mau đi thôi. Thì đi nào. Ừ, cậu đi đâu đợi đá? Thế còn tôi thì sao? Đó là Timofey, nó đã chơi cùng bọn trẻ ở đây. Rồi tôi đưa bọn trẻ ăn trưa. Bắt đầu xếp hàng và tìm gọi, nhưng không thấy nó. Chỉ có chiếc xẻng nằm lăn lóc đó, không có gì nữa. Được rồi, Valentina Nikolaevna, chúng tôi sẽ liên lạc với chị.
Cảm ơn. Tôi thậm chí không biết làm gì để giúp đỡ thật đấy. Cảm ơn. Thế nào có gì chứ? Chưa, tất cả vẫn như chưa. Nó ở đó và sau đó biến mất. Cô ta có thấy nó không? Không. Bọn trẻ nói chúng đã nhìn thấy một chiếc ô tô màu đỏ. Ô tô màu đỏ à? Vâng, chiếc xe màu đỏ. Yachava có chiếc xe màu đỏ. Yachava có chiếc xe màu đỏ thì sao? Tôi biết ông ta có chiếc xe đỏ. Cậu còn chờ gì nữa? Phải tâm lấy Yachava ngay. Đặt điện thoại nghe lén. Cử người lục soát ngôi nhà. Thám tử với anh cái gì cũng đơn giản. Nào là nghe lén, nào là khám nhà. Trước tiên phải có lệnh. Mà không biết có xin được lệnh hay không. Tôi chưa có gì ngoài lời khai của bọn trẻ. Nào các bạn kết thúc đi. Hỏi thêm người bảo vệ. Mẹ ơi, Eddie, đừng tự hành hạ mình nữa. Dạ, nếu bọn bắt cóc gọi, con sẽ là người đầu tiên được biết. Thôi đi nghỉ đi. Mẹ ơi, con không muốn. Thôi, làm theo ý con đi. Eddie, mẹ luôn mơ thấy cùng một giấc mơ, giống như mẹ đang bơi trên sông. Ban đêm, nước lạnh chảy xiết. Và con biết đấy, mẹ cứ bơi mãi mà không thấy bờ. Và đột nhiên mẹ nhận ra rằng không có bến bờ nào cả. Đó có phải là điềm báo không? Không đâu mẹ ơi, tất cả sẽ ổn thôi. Tất nhiên tất cả sẽ ổn thôi. Mẹ đã bảo con đưa mẹ con nó sang Pháp. Mẹ đã đúng, con sẽ cố gắng làm hết sức mình để. Thôi, con không phải làm gì cả, Edith con yêu. Mọi người đang tìm thằng bé. Cả cảnh sát, cả thám tử, những người tình nguyện. Mọi người đang tìm, Edith à. Alo, vâng. Gọi mẹ. Văn phòng phó thị trưởng. Alo, tôi đây. Thế Olga Stepanovna ở đâu? Huyết áp của Olga tăng vọt khi bà biết tin về Timofey. Bà ấy nằm im. Kết quả là mọi người không có bữa tối. Tôi tự hỏi sao cô có thể nói về bữa tối vào lúc thế này. Dạ, nếu tôi không nghĩ về những thứ vặt vãnh như bữa tối, tôi sẽ bị suy nhược thần kinh. Không ai cần cái đó, đặc biệt là Timofey. Chỉ một mình Edith ngồi cả buổi bên điện thoại, đợi bọn bắt cóc gọi đến là đủ. Anh ấy kiệt sức rồi, nên tôi phải mạnh mẽ, tôi phải hỗ trợ anh ấy. Thế để tôi giúp cô nhé. Anh biết nấu ăn à? Biết một chút. Vậy thì thái cà chua đi. Nào, tập hợp người và đi thôi. Đến Malakovka. Đến đó làm gì? Tôi nghĩ Stepan Chachava đang giữ thằng bé ở đó. Đây là lệnh. Đi lục soát xong. Bắt giữ. Bà Gold đã làm hết sức. Nhân viên văn phòng công tố nói. Có ai đó từ cấp cao nhất đã gọi. Gold đã đi quá xa. Đã đến lúc tạm ngừng. Thấy ngừng thật sao? Mười phút trước, tao có cuộc gọi từ nhà Gold. Hóa ra bà ấy là bạn lớn của phó thị trưởng. Mày thấy chưa? Họ có thể bắt tao ngay tại đây và buộc tội buôn bán ma túy hoặc cưỡng hiếp trẻ vị thành niên. Nhưng mình không thể chứng minh gì. Có hỏi gì không? Không hỏi gì. Xong rồi, ta tạm nằm im nha. Vô ra.
Cậu đang làm gì ở đây? Đang làm việc. Евгения Генриховна ngủ rồi, nhưng bà giao tôi chuẩn bị tài liệu cho cơ quan thuế. Hình như không phải thế. Vô ra, cơ quan thuế lấy cái này làm gì? Tôi làm xong rồi. Đợi đã. Chính cái này. Vô ra. Vậy là mày làm việc cho gia cha vào. Timofey con tao đâu? Nó không phải là con ông. Thả ra đồ ngốc, nghẹt thở quá. Timofey ở đâu? Tất cả đứng yên, giơ tay lên. Các người đã bị bắt. Đứng yên, đưa tất cả vào nhà. Đưa tay ra sau lưng, đi nào. Khắp nơi trong trường, không thấy thằng bé ở đâu. Thế đã kiểm tra hết chưa? Căn hộ, nhà xe, các phòng phụ, kiểm tra hết rồi, không có gì. Thế nào, tôi đi được chưa? Chính xác là xem xét tất cả chưa? Đúng thế. Họ muốn đặt cây thánh giá nhưng lại e ngại. Cầu Chúa, đừng ai nhìn thấy. Họ sẽ đầu mồ. Họ sẽ bảo rằng anh đã giết cô ấy. Thay vì cây thánh giá, tôi đã trồng một cây thanh lương trà ở đây. Chúng tôi đã đặt làm lễ 40 ngày trong nhà thờ. Đã làm mọi việc cần thiết. Ngày thứ 9 được cúng lễ. Ngày thứ 40 cũng vậy. Thế khi tìm thấy cô ấy có vật dụng gì không? Không, không tiền bạc, không giấy tờ. Cứ như từ trên trời rơi xuống vậy. Rõ rồi. Thế để quần áo ở đâu? Đốt rồi. Tôi mang đến một bộ váy sạch sẽ. Quần áo của cô ấy dính đầy máu. Thật là tội lỗi khi đặt một người như vậy xuống đất. Rõ rồi. Một năm trước đó, chồng tôi đã phun thuốc cho phúc bồn tử. Rõ ràng ông ấy đã phun quá liều, tất cả các bụi cây đã chết. Sau đó chúng tôi phải nhặt xác chim chết trong vườn cả tuần nữa. Người nghèo cũng nhiễm độc. À, mùa xuân, chúng tôi trồng khóm cây mới. Chồng và con rể vào rừng kiếm cây cọc. Rồi gặp cô gái này. Mặt đất êm ái với cô ấy. Chắc còn lái xe. Anh nói tên cô ấy là Elina. Ít nhất cũng đã biết tên. Tôi đã không hy vọng. Từ đầu tôi đã xem xét tất cả các bản tin, đọc báo, tôi nghĩ ít nhất cũng sẽ có tin tìm cô gái mất tích. Thế mà không có gì. Xin lỗi. Bà ấy không thích nhớ về chuyện ấy. Khóc xuống. Tôi cũng thấy, thật đấy. Được thôi. Đã 6 năm rồi. Khi chúng tôi tìm thấy, cô ấy đã bất tỉnh. Quần áo cô ấy rách nát, người đầy vết bầm tím. Chắc hẳn cô ấy đã bị đánh rất đau. Nhưng đó không phải là điều tồi tệ nhất với cô ấy. Cô ấy không chỉ bị đánh đập. Anh có biết, trong chiến tranh, bọn Đức đã khắc ngôi sao trên lưng chúng ta. Cô gái này cũng bị khắc trên bụng. Trên bụng cô ấy cũng khắc ngôi sao hả? Không, không phải ngôi sao. Nó giống như mặt trời. Nó trông giống như chữ vạn. Vì thế tôi nhớ về bọn phát xít. Rõ rồi. Xin lỗi. Cậu biết không, tôi đã trải qua Afghanistan, đã thấy đủ thứ, nhưng đây là...
Cô ấy không nói gì trước khi chết à? Cậu có biết là cô ấy gần như chết ngay lập tức, nhưng đứa bé sinh ra vẫn còn sống. Đứa bé nào? Thôi, bây giờ uống trà nào. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Làm sao cậu biết chúng tôi tìm thấy cô ấy? Chúng tôi không nói cho ai biết. Cháu không biết. Cháu đoán thôi. Sergei, nghe tôi nói không? Nghe được. Tôi nói thằng bé đã mất tích. Không đòi tiền chú, không gọi điện, không có gì cả. Thế Sergei, gặp nhau sau 3 giờ nữa nhé. Trên đường đến nhà Gold, làng Ramaskovo. Rõ rồi. Chỉ là không thể. Vâng. Nhưng bây giờ mọi thứ đã đâu vào đấy? Gia đình. Nói chung việc đã rõ. Rõ ràng là một việc đen tối. Tôi sẽ nói với cậu một điều, Maka. Lần đầu tiên tôi thấy một người mẹ có con bị bắt cóc bình tĩnh như vậy. Ta sẽ làm gì tiếp theo? Việc cần làm là đến nhà Gold, báo cáo những việc đã hoàn thành và để họ quyết định những gì họ muốn. Đi nào, tiếng kèn đang gọi. Tiếng kèn gọi tôi đi ngủ đấy. Tôi chạy suốt từ sáng hôm qua. Sergei, mọi người ơi, hãy ngủ yên ở thế giới. Natasha, tôi yêu cầu cô ra ngoài. À không không, hãy để Natalia Ivanovna ở lại. Được. Vậy là 6 năm trước, con gái bà đã rời Moscow cùng một Danila Sontesev nào đó. Đó không phải là bắt cóc. Cô ấy tự nguyện đi. Đây là hồ sơ về Sontesev. Nói chung Sontesev đã được đăng ký trong một bệnh xá tâm thần. Đã nằm viện. Những người này không nguy hiểm cho xã hội. Họ có tài hùng biện và rất tin vào tư tưởng của mình. Và ngoài ra, Sontesev rất đẹp trai. Các anh tìm thấy cậu ta à? Không, anh ta đang bị truy nã. Tôi nghĩ đó là vấn đề thời gian thôi. Như vậy Sontesev có học thuyết của riêng mình, một vị giáo. Mỗi năm một lần, anh ta tập hợp một nhóm người và dẫn họ đến những địa điểm linh thiêng. Và như anh ta nói, họ đi bộ, không mang theo hộ chiếu. Sontesev đã ra lệnh mọi người bỏ tên. Tại sao Elena lại đi với một thằng điên? Tôi nghĩ Elena đã yêu anh ta. Tất nhiên, về sau này, cô ấy đã nhận ra mình đang ở đâu. Hoặc có thể cô ấy biết về người phụ nữ được tìm thấy trong rừng. Cái gì? Năm con gái bà mất tích, một thi thể phụ nữ được phát hiện trong rừng. Cô ấy bị giết một cách dã man. Cô ấy bị đánh cho đến chết. Evgenia Gerikhovna, bà không sao chứ? Vâng, kể tiếp đi. Có lẽ Alina đã thấy người phụ nữ này bị giết như thế nào. Hoặc có lúc nào đó cô nhận ra Sontesev này là một bệnh nhân tâm thần. Cô ấy muốn về nhà, nhưng cô ấy bị giữ lại. Cô ấy bị đánh. Những người tìm thấy cô ấy trong rừng nói rằng cô ấy đã bị đánh đập. Chúa ơi, con gái tôi. Thế họ có tìm thấy nó không? Những người tìm thấy cô ấy nói rằng cô ấy đã bất tỉnh. Con gái bà đã chết trên tay họ. Cô ấy không tỉnh lại. Nhưng đứa bé sinh ra vẫn sống khỏe mạnh. Đứa bé nào? Anh đã nói đứa bé, con gái bà đã mang thai. Và tôi gần như chắc chắn rằng Danila Sontesev là cha đứa bé. Nó còn sống chứ? Nó đã được những người tìm thấy con gái bà nuôi dưỡng. Và tin rằng Elena là một người lang thang và không ai bỏ đứa trẻ. Natalia, cha mẹ cô đã giấu chuyện này. Nhưng bố mẹ cô ấy thì liên quan gì? Elena được chôn cất ở làng Mukhodoevo. Đây là làng quê của Natalia Ivanovna. Và bố mẹ cô ấy là người đã tìm thấy con gái của bà. Đúng không, Natasha? Khi ấy cha và chồng vào rừng kiếm cọc. Nhưng sau đó bố chạy về hét lên. Nhanh lên nào, đi theo tôi.
Bố mẹ gọi cảnh sát, nhưng mẹ không cho. Chị ấy nằm trong vũng máu. Và bên cạnh là một đứa bé. Lúc đầu chúng tôi nghĩ đứa bé cũng đã chết. Nhưng nó chợt cất tiếng khóc. Tôi muốn có một đứa con hơn bất cứ thứ gì. Tôi đã cầu Chúa cho chúng tôi một phép màu. Và Chúa đã gửi Timofey đến. Cô nói sao? Ai cơ? Phải. Timofey là cháu bà. Chú ơi, Evgenia Gerikhovna, con không biết gì cả, không thể như thế được. Ta thề với các người, con có thể đã gặp bất kỳ ai, nhưng con đã gặp Enik, và anh ấy đã đưa con về đây. Không thể như thế được. Evgenia Gerikhovna, thật là điên hết sức có thể, trời ơi. Evgenia, bà nội tin rằng, mau lên xe, đi theo bà ấy. Natasha có chuyện gì rồi? Em sẽ giải thích tất cả trên đường. Lên xe đi. Đây là chỗ rẽ đi Chukovo. Chúng tôi đang có trang trại ở đó. Trang trại kinh tế phụ. Anh sẽ chỉ đường chứ. Trước tiên là rẽ trái, sau đó tôi chỉ cho anh. Tôi được lệnh canh gác. Tôi lấy ơn trả ơn. Chúng tôi có thể đến bất cứ lúc nào. Chúng đến để giết, nhưng ta bảo vệ. Ta bảo vệ. Nhưng chúng sẽ đến bất cứ lúc nào. Và chúng có thể giết. Ta đền ơn đáp nghĩa. Nhưng làm sao khác được? Không thể khác được. Ơn trả ơn. Cầm lấy, em này, ngon lắm đấy. Bạn thân ơi, bạn ở đâu? Hãy xem ta có gì này. Nào, nào. Họ đến để giết. Còn ta bảo vệ. Nhưng ta bảo vệ. Ta đền ơn đáp nghĩa. Đền ơn đáp nghĩa. Ta bảo vệ. Cái gì? Sao lại thế này? Kẻ thôi, đứng ở đây đi. Ông kia, buông súng xuống. Bình tĩnh Maka, nòng súng. Đưa tay ra sau ghế. Đứng yên, không được động đậy. Trời ơi, Timofey,
Timofey. Mẹ ơi, mẹ bị làm sao thế? Mẹ ơi, thế, đưa ông ta lên xe đi, tôi sẽ gọi cấp cứu. Được. Timofey yêu quý của mẹ, không sao đâu. Con bé bỏng của mẹ. Mẹ ở bên con, tất cả đều ổn rồi. Con thân yêu của mẹ, mẹ bên con. Mẹ bên con ngoan của mẹ. Thân thể không bị thương ở đâu cả. Lạy Chúa, không có bạo lực với thằng bé đâu. Bây giờ nó đang bị sốc. Tôi đã cho nó thuốc an thần. Do đó đừng quấy rầy thằng bé trong vài giờ. Tốt nhất cứ để cho nó ngủ. Tôi khuyên anh chị nên tìm một nhà tâm lý học cho trẻ em. Những chấn thương như vậy sẽ để lại hậu quả. Vâng, cảm ơn. Nếu muốn, anh có thể đi cùng mẹ mình. Chúng tôi sẽ đưa Natalia Ivanovna về. Natalia Ivanovna, đi thôi. Thôi đi thôi, đi thôi. Đi thôi con ngoan của mẹ. Ôi, thật là một gia đình kỳ lạ. Bên ngoài, hết thảy đều trang nghiêm và cao quý. Nhưng thực ra chỉ là loài thị tộc Savano, Yachava cùng với những tên cướp. Chỉ là trẻ con bên cạnh họ. Ít nhất thì anh ta có một động cơ, một người tranh giành làm ăn. Tất cả đã rõ ràng. Nhưng đây bắt cóc một đứa trẻ cho ai? Để làm gì? Không hiểu được. Liosin, anh đi đi. Tôi có việc ở đây. Người phụ nữ quét dọn cũng bị giết. Cô ấy đã can thiệp vào chuyện của ai? Tôi đã gặp Grisa trong nhà. Anh ta chở thực phẩm từ trang trại đến. Đầu bếp nói rằng anh ta bị thương ở Chechnya, nên có ảo giác thấy kẻ thù. Gol hòa thuận với mẹ, thế nên bà đã che chở anh ta. Đúng là tự hại mình. Chính bà Gol đã dàn dựng vụ bắt cóc. Có vẻ như thế. Ai cần nó? Tại sao bà ấy cần nó? Này đại úy, anh có vật gì của Yachava không? Tất nhiên rồi, còn ở đâu chứ? Đó là bằng chứng, trong kho. Anh cần để làm gì? Chúng tôi kiểm tra rồi, có bản kiểm kê. Thế anh có thấy chuyện gì không? Yachava không giết Vechova, phải không? Có thư ký Google xác nhận điều này. Tôi đã hỏi mọi người trong nhà, không có gì. Nghĩa là tôi đã bỏ sót một điều gì đó. Cần bắt đầu lại từ đầu. Và chúng ta bắt đầu với chiếc vali của Vechova. Từ chiếc vali. Đi thôi. Cảm ơn. Tạm biệt. Ê, đợi đã, còn hóa đơn. Hóa đơn à? À, ngày mai. Đi đâu? Mai tôi trả lại. Mai nha. Anh là người nhà của bà Gold. Vâng, tôi là con bà ấy. Đợi đã, mẹ tôi thế nào rồi? Mẹ anh đã được mổ. Hiện bà ấy đang ổn định. Nhưng tôi nghĩ sao chấn thương như vậy? Không biết có thể nói được không? Não bị tổn thương, có thể mất trí nhớ và liệt. Dòng sông không bến bờ. Cái gì? Không có gì. Chợt nhớ lại một giấc mơ. Cố lên nha. Anh phải ngăn mẹ lại chứ. Anh không thể làm gì được. Không. Anh phải. Eddie. Anh không phải làm gì cho ai cả. Suốt đời mẹ anh toàn tự mình quyết định. Mẹ đã quyết như thế. Ban đầu anh không nhận ra mẹ. Anh đi vào buồng bệnh. Một bà già nào đó. Anh nghĩ mẹ ở đâu nhỉ? Sau đó anh nhận ra rằng mẹ không còn nữa. Chỉ có bà già này. Không chỉ thế đâu. Anh còn có em. Có Timofey. Tất cả sẽ ổn thôi. Em hứa với anh.
Tất cả sẽ tốt đẹp. Anh chuẩn bị về nhà. Vâng, phải giải quyết vụ Vetchova. Bánh mì. Bánh mì. Bánh mì. Tôi không hiểu tại sao một cô gái độc thân lại cần 6 ổ bánh mì. Không chỉ 6 ổ, mà là 6 ổ mỗi ngày. Bình thường thôi. 6 ổ bánh mì. Ôi, Sergei, chào cậu. Tôi đang nấu canh cho Genuia. Bác sĩ bảo canh tốt cho bà ấy. Cái này được gọi là gì? Olga Stepanovna. À, gọi là gì? Đây là cái chặn. Tôi đặt nó trên vung nồi khi muối bắp cải. Cậu tìm thấy nó ở đâu? Ngoài cửa sổ phòng khách. Có phải bà đã vô tình giết Vetchova bằng hòn đá này? Vetchova đoán rằng bà đang lừa dối chủ và bớt một phần tiền chủ đưa để chi tiêu cho vào túi mình. Sao bà biết là Vetchova đã đoán ra? Chính cô ta đã nói với tôi. Cô ta nói rằng cô đã thu thập hóa đơn. Tôi đã ném chúng đi. Nhưng cô ấy lại nhặt lấy trong thùng rác. Vân vân. Tất cả là thu thập hóa đơn trong tuần và tính tổng tiền. Chắc chắn Vetchova biết bà nhận được bao nhiêu cho việc nhà. Genuia ghi tất cả số tiền vào sổ. Bà đã không báo cáo phải không? Ban đầu tôi có báo cáo. Nhưng sau đó Genuia nói bà không cho vào đầu những thứ vặt vảnh ấy. Tất nhiên, làm sao bà ấy biết sữa và vô mắt giá bao nhiêu? Cậu chẳng hiểu gì cả. Hả? Tôi rất muốn gom góp một số tiền. Tôi rất muốn sống ở Hy Lạp, trên bờ biển, giữa những cây thông. Cát ở đó ấm áp làm sao? Nhưng Vetchova sắp buộc tội bà ăn cắp. Cậu không biết Genuia thôi. Nếu bà ấy phát hiện mọi chuyện, bà ấy không chỉ đuổi tôi đi mà còn tống tôi vào tù. Tôi sẽ mang cái này đi giám định. Chắc chắn các chuyên gia sẽ tìm thấy vết máu của Vetchova ở đó. Sergei. Hả? Tôi sẽ phải thế nào đây? À, việc này quyết định do... Các ở đó ấm áp làm sao? Này, đã tìm thấy Danila Sontesev rồi đấy. Anh ta đâu? Trong nhà xác nhiều vết dao đâm. Ai giết anh ta? Một khách hành hương cũ, Ivan Kondibailov. Ô, có nhớ tôi đã kể với anh? Người tâm thần của trung tâm phục hồi không? Phải, rõ ràng anh ta quyết định chuộc tội bằng cách này. Đầu tiên anh ta kết liễu Sontesev và sau đó là chính mình. Đúng là cái nhà điên. Người hành hương, gôn với những điềm báo. Này, tôi không tin chút nào vào những điềm báo này. Thế ghi, điềm báo là vớ vẩn. Thật ra, nếu nhìn vào gia đình này, thì anh thật sự tin vào số phận. Anh tính xem. Elina bị giết, cách Moscow bao nhiêu km, nhưng sau nhiều năm, con cô ấy lại rơi vào chính ngôi nhà của mẹ nó. Chào Timofey, chào chú. Cháu có gì ở đây? Cái này để cho Jack. Mẹ nói nên cho thức ăn vào, để nó đến nhà. Và bà nội sẽ yêu nó. Thế hả? Chào anh Maka. Xin chào. Timofey, lên nhà đi.
Tôi thấy cây tầm xuân héo hết rồi. À phải, đó là do lạnh. Tiếc thật, Edith rất yêu hoa này. Những khóm cây này là do bà ấy trồng. Nhưng Evgenia Genrikhovna đã bảo đây là điểm xấu. Thôi vào nhà đi. Bà ấy thế nào rồi? Bị liên hoàn toàn rồi. Thế bây giờ ai điều hành công việc? Edith. Makar, Edith và tôi muốn nhờ anh đó kiểm tra một người. Lần này là ai? Edith muốn thuê một thư ký mới. Anh có nhớ chuyện với thư ký của Evgenia Genrikhovna chứ? Do đó chúng tôi muốn có đầy đủ thông tin về người này. Không thành vấn đề. Cô biết thù lao rồi. Hợp đồng cũng vậy. Vậy là thỏa thuận rồi nhé. Tôi không tin vào những con số. Tôi tin vào điềm báo. Tôi nói với anh điều này, Maka. Lần đầu tiên tôi thấy một người mẹ có con bị bắt cóc lại bình tĩnh như vậy. Đây là cho Jack. Mẹ bảo nên cho thức ăn vào để nó đến nhà và bà sẽ yêu nó. Các khóm cây đã chết hết. Sau đó chúng tôi nhặt chim chết trong vườn cả tuần. Sao tôi không đoán ra ngay nhỉ? Anh nói chuyện gì? Cô đã sắp đặt tất cả. Cô biết rất rõ bà Gold tin theo các điềm báo ở tất cả mọi việc. Theo bà ấy, chó là điềm báo tai họa. Và khi ấy cô dụ con chó ngoan đó đến bà Gold, tình cờ bắt gặp nó và tin đó là một điềm báo. Tất cả đều đơn giản. Cô biết rất rõ rằng vụ bắt cóc là do chính mẹ chồng làm, rằng bà ấy sẽ không làm gì hại thằng bé. Cô đã kích động bà ấy làm hành động tồi tệ, thiếu suy nghĩ này, để chồng cô tận mắt thấy mẹ anh ấy là người tồi tệ thế nào. Và tại sao bà ấy lại không thích trẻ con? Để làm gì chứ? À, cô muốn làm bà ấy không sống nổi, để cô thành bà chủ toàn quyền của nhà này. Vâng, Natalia Ivanovna, xin chúc mừng, cô đã làm được. Cô cũng phun hoa tầm xuân bằng cái này à? Tôi không hiểu anh. Cô quá hiểu ấy chứ. Natalia Ivanovna, tôi đang nghĩ sẽ ra sao nếu chồng cô đột nhiên phát hiện ra rằng mẹ anh ấy phải ngồi xe lăn là do cô, và rằng cô lấy chồng vì tiền. Anh không biết gì hết. Chà, cô biết rõ ràng nếu tôi nhận vụ việc, tôi sẽ theo đuổi đến cùng, và tôi sẽ cho chồng cô xem xét tất cả bằng chứng. Để làm gì? Bởi vì anh ấy là một người tử tế, và cô sai khiến anh ấy làm tất cả. Và đây là cô đang dắt mũi tôi. Thế anh muốn gì? Tôi muốn sự thật. Thôi được, đây là sự thật cho anh này. Phải, đúng là chúng tôi gặp nhau không phải tình cờ. Thế tôi tìm người thân của Elena. Cô ấy đã yêu cầu tôi việc này trước khi chết. Thế à? Tôi là Elena. Elena Gons, hãy nói cho mẹ tôi biết, mẹ cô ở đâu? Tôi có thể tìm bà ấy ở đâu?
Tôi đã tìm gia đình cô ấy để kể lại tất cả. Tôi không định nói về Timofey. Tôi sợ họ có thể bắt nó đi. Phải, thì ra là một gia đình giàu có. Phải, tôi muốn Timofey lớn lên mà không thiếu thốn gì. Tôi làm quen với Eric. Đã làm tất cả để anh ấy hài lòng. Tôi hiểu là việc đó không khó, phải không? Phải, nhưng có một điều mà tôi không dự tính, tôi không ngờ tới. Việc gì? Makar. Tôi thật sự rất yêu chồng tôi. Và mọi việc tôi đã làm không phải vì tiền. Tôi chỉ muốn cuối cùng người mẹ cũng buông anh ấy ra, để bà ấy cho chúng tôi được sống theo cách của mình. Eric rất khó khăn để chịu đựng những chuyện đã xảy ra với mẹ mình. Và nếu anh ấy phát hiện ra tất cả là tại tôi, thì anh ấy sẽ không chịu nổi, anh hiểu không? Anh ấy có đáng phải chịu như thế không? Tất cả là lỗi của tôi. Là tôi. Chính tôi mới là người phải bị trừng phạt, không phải anh ấy. Phải, giá như cô hiểu. Gia đình. Всего доброго. Chào cô. Господи. Trời ơi. Господи. 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 Trời ạ, mình phải mạnh mẽ. Mình phải mạnh mẽ, phải rồi. Phải, chính mình. Phải, mình phải mạnh mẽ lên. Chính mình. Chính mình, trời ơi. Giá như mình có thể sửa lại tất cả. Chúa ơi. Nếu tôi có thể. Cậu sẽ làm gì bây giờ? Tôi chưa biết. Về hình thức, không buộc cô ấy tội gì được. Cô ta không giết ai, không trộm cắp gì. Cô ta chỉ đưa bà Gold lên xe lăn và tiếp quản công việc kinh doanh. Liosin, cậu phải kể hết cho anh chồng biết. Rồi sao Sergei? Làm thế để được cái gì? Tôi không hiểu anh. Cô ta không thể chui dưới nước lên mà không ướt. Tội phạm phải tự động chịu trừng phạt. Pedro Mikhailovich, Sergei, cô ấy bị trừng phạt như thế là đủ rồi. Anh hiểu không? Hãy nhìn vào anh Gold, nhìn vào thằng bé. Nếu kể hết cho anh chồng, chúng ta sẽ làm khổ anh ấy suốt quãng đời còn lại. Cả thằng bé cũng vậy. Thế cậu quyết định như thế nào? Cho cô ấy một cơ hội để sửa chữa, dẫu chỉ một phần những lỗi lầm do cô ấy làm.